Chị ơi, cái dưới là không không sốt nha, còn ở trên là không không không. Không cà chua. Không không tương ớt, không cà chua. Dạ cảm ơn chị. Chị mua bánh gì chị, đầy đủ không chị? Em hai cái bánh tam giác, một cái là không tương leo, không sốt vanilla, thì một cái là không cà chua, không tương ớt. Một cái chị ơi, một cái là không sốt, không dưa leo, không vanilla, không vanilla, một cái là không cà chua, không tương ớt. Anh không cà chua với không tương ớt nha. Em là không sốt với không dưa leo. Không cà chua, không dưa. Rồi đợi cái nó quên luôn rồi chị. Rồi đợi cái nó quên luôn rồi chị. Đợi cái nó quên luôn rồi chị. Thôi đầy đủ nha chị. Lấy em một phần không dưa leo, không sốt vanilla, với một phần không cà chua, không tương ớt. Có mỗi kiểu đứng đẹp của cô. Đúng rồi, kêu rồi đấy. Mình vẫn đang tập trung vào làm bánh và cái đầu của mình phải nhớ là người ta đang đọc cái gì. Hỏi lại nhiều quá là người ta bực mình ấy. Đấy, như một cái vào đấy. Ôi, rắc rồi. Rắc một ít không sao cả, rắc to, xíu nước cũng không sao cả. Nhưng mà nhớ tách lên từ đấy. Được rồi. Rồi, rồi, rồi. Không cà, không cà, không cà, không cà chua, không cà chua, không tương ớt. Còn em không dưa leo, không sốt mà nghe. Anh này không cà chua, không ớt. Xin sốt đã, xin đồ đã, không biết coi mấy cái đó. Nhớ nhà ăn. Không có sốt thì cho tương ớt với tương cà, cho tương cà vào. Lượng khách không ăn tương cà, bây giờ nó khách nói tương ớt cũng được. Người ta vừa bảo kìa, khách vừa nói ăn tương cà kìa. Tay nào là tay là phải nghe. Không cà chua, không tương ớt. Dạ đúng không rồi. Không bỏ ra nách ở dưới nó không được, mà chị nỡ rồi là chị cứ xịn lên chốc ra nách cũng được. Chứ đừng bỏ ra nó, nhớ nó nhây ra dưới đấy. Đó. Anh làm em ép lực đó anh. À. Đây, cái này chỉ là hàng khách hàng thôi. Đoàn nghiệp rồi, đoàn nghiệp. Anh bật lại đi. Bật lại cho nó đẹp rồi anh gấp, bỏ cái góc này vô. Bỏ cái góc này vô trước. Bỏ cái này rồi anh xoay đây nè. Chị ơi, cái dưới là không không sốt nha, còn ở trên là không không không. Không tương ớt, không cà chua. Dạ cảm ơn chị.